giờ đây âm thầm bên trang nhật ký lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn mà im nghe thời gian đi ngỡ ngàng lòng vẫn vương gì mà buồn khi bước sang ngang một khi yêu dù xa nhau ngàn lối vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini đại model là MXS77WMD. Model khá dài đúng không? Bây giờ em sẽ bỏ tiếp một đĩa mà đi khác chút xíu, mình sẽ test nhạc đen luôn nha. Để em xem, mình sẽ test bài Panama 11 hoặc là bài 10 đi. Chức năng chính của dàn này là 2MD, 3CD, tất cả đều hoạt động ok. FM của dàn là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Phía sau dàn có ngõ optical in, mình có thể kết nối với Max TV và dùng giải mã DAC không cần đĩa mồi nha. Đây là dàn mini đại hình thức cực kỳ to nha. Kiên cái lo không là to đùng luôn nha. Bộ dàn này hầu như là to xem với size trung mất rồi. Chiều cao của lo là 30cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 55cm. Nếu mà bát mình đo phía trong á, là 13, nhưng mà mình đo hai cái viền gì nè là 14cm nha. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20-25m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật sử dụng điện 100V, nên các anh lưu ý đừng cắm nhầm 220. Cần mua cục đổi nguồn thì cứ IP liên hệ với bên em nha. Dàn này công suất âm ly cực kỳ lớn, 80W nha. Hậu âm ly rất là sâu, to đùng, cực kỳ nặng. Âm ly không là mình bê không nổi trên 5kg cho cam ly nha, cực kỳ chất lượng. Mà trong khi đó full chức năng, các anh nào cần nghe radio AM FM thì bắt được full tần số luôn. Nói chung là dàn này các chức năng đều hoàn hảo. Mặt dàn là phi nhôm. Trên dàn này thì mình chuyển qua optical qua nút sụt này nè nha. Mình vừa nghe một đoạn clip test qua MD bên tay phải, thì bây giờ em sẽ test luôn MD bên tay trái. Trong lúc mình test MD tay trái thì em sẽ cho ba cơ đĩa ra vào, mình sẽ test CD cho các anh thấy là mọi chức năng trên dàn này đều hoạt động ok nha. Em sợ cái clip hơi dài á, nên em gán em nói nhanh, nó các anh vui lòng nghe tiếp thôi nha. Em nói hơi nhanh thiệt. Bây giờ mình lớn volume nha. Đây là MD bên A, hồi nãy mình test MD bên B rồi. Bây giờ em sẽ mở CD cho các anh xem. Đây là CD đầu tiên số 1, có cái đĩa nha. Mình mở tiếp CD số 2. Một xóm nghèo bên sông có con đò tên là đò Bến Hạ. Vậy thì bây giờ mình test CD nha. Vậy là hai hỏng MD tất cả đều hoạt động ok. Riêng MD bên em có bán, cái nào có nhu cầu mua MD thì liên hệ em nhé. Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng trầu hoa mười giờ. Hoa mười giờ nở đón rực rỡ. Vậy là CD nè, hai họ em mà đi nè, ok. Phía sau thì có ngõ optical in, mình có thể kết nối với Max TV và giải mã DAC không cần đĩa mồi. Là 80W, công suất loa là 100W trên cặp loa. Đây là mặt sau loa rất đẹp đúng không? Bass của dàn này cực kỳ tốt, lúc nào cũng vậy, Victor nịnh tai người nghe vô cùng. Nên các nào thích những cái dàn Victor full chức năng nè, bass chắc nịnh tai dễ nghe thì chọn Victor. Nhưng đây là mini đại nên chất lượng hay hơn nhiều so với mini thông thường.